Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận một token bơm. Một token này giá trị hiện tại của nó là khoảng 2.500 đô ạ. Chương trình đã góp này nó sẽ end là 10.000 miếng bơm các bạn. Nó sẽ phong phối vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả, mình mở cái link form ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm Telegram của nó các bạn. Rồi các bạn chạy xíu nó lên trang Telegram các bạn, rồi các bạn join vào các bạn, rồi các bạn bắt đặt tên nè, rồi các bạn quay lại nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn tweet sẽ bot nha các bạn, tweet sẽ bot tăng 2 người bạn các bạn, 2 đến 3 người bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Những dự án thế này thì các bạn cũng bỏ ra chút ít thời gian làm, cũng như Zalo không có tiền các bạn làm những dự án thế này thì mà các bạn nó sẽ về thì các bạn khá là ngon các bạn. Rồi các bạn gắn vào 2 người bạn các bạn. A cộng mình. A cộng mình rồi A cộng VS 2. A cộng ba, các bạn test là ba người bạn nha các bạn. Rồi rồi các bạn quay lại trang web nha các bạn. Rồi cái thứ hai thì các bạn share link form, rồi các bạn cũng nhấp vào share link form airdrop link nha các bạn. Các bạn cũng chuyển đến trang URL nè các bạn. Share link form. Rồi tới nhiệm vụ xin link form thì các bạn copy cái link form này nha tất cả các bạn. Rồi nhấp vào nha các bạn, nhấn mạnh vào nè. Các bạn sao chép đến theo word nha. Sao chép. Nhiệm vụ này thì các bạn cũng có thể chia sẻ cái link form này lên trang trader của mình nha tất cả các bạn. Các bạn cũng mở cái trang trader của mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào cộng lông gà này nha các bạn. Vẫn vậy. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn đăng test cái link form đó nha các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lại. Các bạn cũng trở về link form nè. Các bạn join vào kênh. Các bạn join vào kênh group nữa các bạn. Nó sẽ end 10.000 member, giờ mình vào mình không biết hiện tại bao nhiêu member. Rồi hiện tại rồi bạn cũng bắt up đi luôn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ giúp mình là địa chỉ email của mình nha tất cả các bạn. Chết. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nhé các bạn. Cộng anh 1133. Rồi submit link request thì các bạn cũng dùng cái link tweet của các bạn nhé các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lên nè. Phan các bạn chờ chút xíu không bạn. Các bạn trả lời nè. Các bạn vào trang cá nhân đầu ngữ của mình nghe tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn qua tờ quyết nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống cái bài tờ quyết tăng 3 người bạn các bạn. Bấm vào một chiếc bài quạch trên đầu dưới đây nè. Sao chép đến theo quên các bạn. Rồi các bạn cũng trở về một cái link form nè. Rồi cái các bạn này dùng địa chỉ chạy trên nền tảng TC20 tốc cần TX nha bạn. Rồi cái username Telegram này thì các bạn điền mình là A cộng
anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn triệt lấy địa chỉ TX của các bạn bắt vào thôi. Anh chỉ cho link của mình ra ngay tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào một reset nè. Các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. À, các bạn chờ chút các bạn. Bạn bắt ở đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm gửi nha các bạn. Vậy là chương trình này gấp mình ở đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé. Wow.